cái công việc này hay không. Nào, mời anh bạn lên đây. Dạ, chào tất cả cộng đoàn. Con Du Xe Nguyễn Đình Hùng. Du Xe Nguyễn Đình Hùng ạ. Vâng, Hùng bao nhiêu tuổi? Con 43 tuổi ạ. Con Tân Tông ạ. Con Tân Tông ạ. Tân Tông, đạo gốc con đạo gì? Con không phải đạo gốc. Con trở lại ạ. Không, con không phải đạo gốc, con trở lại. Trước khi con trở lại thì con đạo gì? Con đạo Đạo Phật ạ. Đạo Phật, rồi Việt đã trở lại thành đạo Công giáo. Hôm nay con được ơn gì của Chúa? Nói ráng lên, nói to đi cho mọi người nghe. Con có được rất nhiều ơn ạ. Nhưng mà hôm nay con đến đây được cha và được Chúa, con xin làm chứng cho gia đình con. Tới vào năm 2000 thì con 2000 ấy chủ đã nhận con về Chúa. Con trở thành tân đạo Tân Tông thì trong thời gian qua 18 năm. Nhưng mà trong đó là con cũng rất khổ đạo. Nhưng mà trong 3 năm nay thì được vào đây nhờ cha đặt tay thì vợ có mở ra thì con cũng thẩm nhận được. Thì con cũng xin gọi là có xin đi nhà thơ, nhà thánh. Con còn xin đi hơn một tí. Năm 2000 anh ấy quyết tâm bỏ đạo Phật mà trở thành người Công giáo. Nhưng mà anh ấy khô khan suốt 18 năm. Chị ấy đến đây cầu nguyện và khấn cho anh ấy, rồi chị đem cái đài về cho anh ấy nghe. Nhờ nghe cái đài lòng Chúa thương xót mà anh ấy nói dùng chữ bì con đã xin đi nhà thờ, nhà thánh hơn. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, ơn thứ hai vợ con bị ung thư vú ạ. Thì vợ con cũng có đời chạy vào đấy nghe tin được thì chạy vào đấy nhờ cha đặt tay và nói cầu nguyện cho vợ. Thì giờ vợ đã trở lại những người bình thường, tuy nhiên bệnh thì vẫn đang còn, nhưng mà có cùng mong muốn là cha cầu nguyện và đọc kinh cùng toàn cộng đoàn giúp con để vợ chồng con có được cái niềm tin của Chúa và vợ con là khỏe mạnh hơn. Dạ, con ở từ ba. Và thì sau khi vợ được đợi được 3 năm thì con bỏ mua được một miếng đất và năm thứ tư thì con làm nhà và năm nay thì con bỏ ở rồi. Dạ, con xin này rồi. Anh ấy được làm con của Chúa, bỏ Chúa 18 năm quay trở về. Chị bị ung thư vú được khỏi và gia đình đã có được miếng đất, dựng được căn nhà, bây giờ đến đây để làm chứng cho Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Cái máy hồi xưa vợ anh đưa cho anh mà anh nghe có lẽ là 500 bài giảng mà anh đã được ơn quay trở về, tặng cho anh CD Bước Trong Tin Yêu và tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh cùng với móc khóa lòng thương xót Chúa. Nhà anh có ảnh lòng thương xót Chúa chưa? Có rồi ạ. Xin chúc lành cho anh. Mời anh lên đây. Yeah.